Chào mừng bạn đến với kênh video hướng dẫn tập móc len của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để móc một chiếc khăn quàng cổ bằng len, vừa đẹp lại vừa dễ, rất là dễ làm. Mình đã móc sẵn rồi đây. Bạn nhìn thấy có những cái đường chỉ chạy đơn giản thôi nhưng mà rất là dễ làm, và quàng lên thì trông rất là xinh. Mình bắt đầu nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm một đoạn dây xích dài từ 1m2 cho đến 1m5. 1m2 là dành cho mấy bé nhỏ, còn 1m5 là dành cho người lớn. Đây, mình sẽ làm một đoạn dây xích. Nếu như bạn không biết làm cái nút này thì việc đầu tiên bạn làm là mình tạo một cái nút thòng lọng. Mình sẽ tạo một cái nút thòng lọng trước. Rồi, thu nhỏ cái nút này lại. Rồi, bắt đầu mình móc trượt qua, trượt qua. Bạn lưu ý là để móc cái chiếc khăn này á thì cái đoạn dây xích đầu tiên này mình sẽ móc lỏng tay thôi, lỏng hơn bình thường một tí. Đó, mình móc lỏng thôi, không có móc chặt thì chiếc khăn của mình nó mới đẹp. Đó, dây xích đây. Rồi, mình cứ móc chiều dài tùy ý nha. Mình đã móc được một đoạn dây dài 1m2. Rồi, bây giờ mình bắt đầu lên hàng thứ nhất. Mình sẽ dùng mũi chữ T hay còn gọi là mũi nửa kép để mình móc. Đây các bạn nhìn nha. Mình cắt ra một mũi thứ nhất nè, bỏ. Mũi thứ hai bỏ và mình sẽ móc vào cái mũi thứ ba này. Chiều cao của mũi chữ T tương đương với hai mũi bính, cho nên mình phải cắt ra hai mũi và mình móc vào cái mũi thứ ba này. Mình cuốn chỉ một lần, rồi mình móc vào đây. Rồi, kéo chỉ lên. Vòng chỉ chỉ bằng vòng kim thôi nha bạn ơi, không móc cao, không kéo chỉ cao nha. Rồi, bây giờ mình trượt qua. Đó, là mình đã được một mũi kim rồi. Bây giờ mình tiếp tục vòng chỉ một lần, móc vào mũi thứ hai, kéo chỉ lên. Rồi, bây giờ mình trượt chỉ qua, trượt hết qua luôn. Rồi, mình được hai mũi. Bây giờ móc vô mũi thứ ba, kéo chỉ lên. Đó, chỉ kéo vừa vòng kim của mình như vậy thôi, trượt hết chỉ qua. Mình được một cái mũi nửa kép, nó gần giống như là mũi đơn vậy. Rồi, đây mình đã móc được nhiêu đây, và bạn cứ tiếp tục móc cho tới khi mình móc hết nguyên sợi dây này luôn. Sợi dây dài 1m2. Mình sắp móc xong hàng đầu tiên rồi. Rồi, mũi cuối cùng nữa là xong. Đó, mình đã móc xong hàng đầu tiên và mình được một sợi dây như vậy. Rồi, bây giờ qua hàng thứ hai, mình lên một hai mũi bính. Mình quay phần len này lại. Khi
khi quay phần len này lại, bạn sẽ nhìn thấy những cái mũi để cho mình móc vào đây. Bình thường là mình sẽ móc vào những cái này, những cái mũi này, những cái lỗ này. Nhưng ở hàng thứ hai này mình sẽ không móc vào đây, mà bạn nghiêng cái đó, bạn nghiêng cái phần len này xuống bên dưới, bạn sẽ thấy nó có những cái chân cho mình móc nè. Mình sẽ móc vào đây, mình cuốn chỉ một lần, móc vào đây đó, mình làm rất là chậm nha, móc vào đây. Rồi cái ba vòng tròn này nó chỉ bằng cây kim của mình thôi, mình đừng kéo dài chỉ. Rồi bây giờ mình trượt qua, rồi lại cuốn chỉ một vòng, móc vào đây đó. Bạn phải nghiêng cái dây qua thì mình mới thấy được. Rồi móc vào đây, móc chỉ lên, kéo trượt qua. Rồi tiếp mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, bạn lưu ý không kéo chỉ cao nha, chỉ bằng cây kim này thôi nha. Mũi thứ tám, mình đã làm được một đoạn nho nhỏ rồi. Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết sợi dây này luôn. Rồi, mình đã móc xong được hai hàng rồi. Đây, mình được cái hình như vậy. Đây là mặt sau, đây là mặt trước. Bạn nhìn từ bên đây nhìn qua thì thấy nó giống như là nó có một cái hình giống như là một cái hình chữ V vậy đó. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ ba, mình móc một mũi bính, hai mũi bính, quay lên lại. Rồi mình cũng móc y như cái hàng hồi nãy, móc chỉ lên, vòng chỉ một lần nè. Rồi bạn lật cái len sâu vô như vậy nè, đó, lật cái len như vậy. Rồi bạn móc vào đây, móc vào cái chính giữa này nè, y như là cái hàng hồi nãy mình đã làm. Rồi móc chỉ lên, không kéo chỉ cao, mình chỉ kéo cho vừa kim thôi. Rồi trượt chỉ qua mũi số 1, rồi tới mũi số 2, cuốn chỉ, rồi móc vào đây, móc vào đây nha. Rồi vòng chỉ lên, nhẹ nhàng trượt chỉ qua. Đó, mình cứ móc từng mũi từ từ thôi. Rồi, mình đã làm xong được 3 hàng rồi. Mặt sau đây. Rồi, và đây là mặt trước. Mình tiếp tục lên hàng thứ tư. Mình móc lên một bính, hai bính, quay lên lại. Rồi mình móc y như những hàng bên dưới đây, cuốn chỉ một vòng. Rồi mình sẽ móc vào phần nửa dưới,
một mũi. Đây, móc nửa dưới đây. 2 mũi. Ba mũi. Bốn mũi. Khi mà bạn móc chiếc khăn này thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chiếc khăn của bạn nó sẽ có một cái hình dáng đều rất là đẹp. Bởi vì mình cứ móc từ bên đây qua đây, xong rồi mình lại móc qua, mình móc lại. Chiếc khăn của mình dài, chiều dài là từ 1,2 m đến 1,5 m. Đây là trường hợp thứ nhất. Rồi, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì cái khăn của mình nó sẽ như vậy. Nó sẽ có hình như vậy. Đó. Trường hợp thứ hai là cái khăn của bạn nó sẽ có hình như vậy. Hai đầu nó sẽ không bằng nhau. Hai đầu nó sẽ không bằng nhau. Đầu bên đây thì nhỏ, còn đầu bên đây nó sẽ xòe ra như hình cánh quạt vậy đó. Thì nếu như bạn móc mà chiếc khăn của mình rơi vào cái trường hợp thứ hai á, thì mình sẽ phải có cách để mà mình khắc phục nó. Thì mình sẽ khắc phục, sẽ có hai cách để mà mình khắc phục. Cái cách đầu tiên á, cách đầu tiên mình khắc phục là ngay từ khi mà bạn móc những cái mũi xích, những cái mũi bính đầu tiên để mà mình chuẩn bị mình móc cho cái hàng thứ nhất á. Thì những cái mũi bính này á, bạn sẽ phải móc lỏng tay, lỏng tay hơn là bình thường. Thì khi bạn móc lên, khăn của mình nó mới được thẳng như là cái hình, như là cái trường hợp số 1 này. Đây là cái cách mà mình khắc phục thứ nhất. Rồi đến cái cách mà mình khắc phục thứ hai. Đó là khi mà bạn móc được một nửa khăn rồi. Đây, mình móc được nửa khăn như vậy rồi. Thì bạn cảm thấy cái khăn của mình nó có cái dấu hiệu là nó bị xòe ra. Nó bị xòe ra. Thì một nửa khăn còn lại trên đây mình sẽ dùng kim móc nhỏ hơn ha, để mà mình móc. Ví dụ như những cái hàng này á, mình dùng kim móc số 6, mình thấy nó có cảm giác là cái khăn của mình nó xòe ra rồi. Thì những cái hàng còn lại, đại khái là một nửa phần khăn còn lại, mình sẽ dùng kim móc số 5 để mà mình khắc phục, để mình kéo nhỏ những cái mũi mắt, những cái mũi mà mình móc lại, phần khăn này của mình nó sẽ được khắc phục, nó sẽ thẳng lên. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, mình chỉ có hai trường hợp này thôi. Nếu như bạn xem mà bạn cảm thấy là mình phải khắc phục ngay từ đầu thì mình làm thì sẽ tốt. Nhưng nếu như ngay từ ban đầu mà bạn móc lên được nửa khăn vẫn bị xòe thì buộc bạn phải móc kim nhỏ hơn nữa để chiếc khăn của mình đẹp hơn. Chỉ vậy thôi. Rồi, đây là chiếc khăn mà mình vừa mới móc xong. Đó. Bạn nhìn thấy những cái đường móc không? Nó có cái hình rất là dễ thương. Nó dợn, nó cong cong, nó dịnh dợn vậy nè. Đó. Bạn nhìn dọc như vậy bạn sẽ thấy đó, nó cong cong, nó dịnh dợn nè. Cái mẫu khăn này á thì bé trai hay bé gái gì choàng cũng ok hết. Đó, mình đã làm. Rồi, bây giờ tới cái phần tua rua dưới đây. Thấy cái phần tua rua này, mình dùng một đoạn dây chập đôi lại,
bạn nhìn thấy mấy cái đường, mấy cái hàng chị của mình nè à. Đó, chạy từ trên xuống, mình móc vào chính giữa cái hàng chị này, mình móc kim vào chính giữa hàng chị này, rồi mình móc lên, rồi mình luồn này qua, xít lại nhẹ nhẹ thôi, không có cần phải mạnh tay đâu. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình móc vào chính giữa cái đường sóng chạy này nè, mình nối chỉ xuống thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình đã hoàn thành xong một chiếc khăn quàng cổ rất là êm và mềm. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn xem video của mình nếu thấy hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng xem. Bạn đừng quên bấm theo dõi để được nhận những video mới nhất của mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn lần sau. Bye bye.